Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhà đẹp Apollo Việt. Trong số này, Huyền Trang xin giới thiệu đến quý vị top 7 mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ ốc chó đẹp đang được tìm kiếm và ưa chuộng rất nhiều trong thời gian qua. Trước tiên, quý vị dành vài giây nhấn nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nhà đẹp nào mà chúng tôi chia sẻ nhé. Thưa quý vị, công trình đầu tiên mà Huyền Trang muốn giới thiệu đến quý vị là mẫu nội thất phòng khách với chất liệu gỗ ốc chó được Apollo Việt thiết kế cho gia đình anh Vũ Văn Mạnh tại Thổ Tang, Vĩnh Phúc. Nội thất phòng khách rất trang nhã và cuốn hút với bộ ghế sofa gỗ ốc chó chữ U cao cấp gồm 2 văng lớn và 1 văng nhỏ, đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu và cũng là điểm nhấn không thể bỏ qua cho không gian sống của gia chủ. Chiếc bàn trà kích thước lớn đặt trên tấm thảm lông chuột càng làm tăng sự sang trọng cho căn phòng. Tủ đứng bên cạnh bộ sofa vừa có tác dụng bày biện đồ trang trí, sử dụng làm tủ trang trí mà còn là ranh giới, ngăn cách giữa không gian phòng khách với không gian bên trong, đảm bảo sự riêng tư, kín đáo trong sinh hoạt. Tủ đứng bên cạnh bộ sofa vừa có tác dụng bày biện đồ trang trí, sử dụng làm tủ trang trí mà còn là ranh giới, ngăn cách giữa không gian phòng khách với không gian bên trong, đảm bảo sự riêng tư, kín đáo trong sinh hoạt hàng ngày của gia chủ. Kệ tivi của tủ sách hai bên đem đến một tổng thể đồng nhất, hoàn mỹ. Bên cạnh đó, quý vị còn có thể bắt gặp chất liệu gỗ ở các đường phao trần, phao tường, vách tivi với màu nâu sô-cô-la sang trọng mà tinh tế. Tiếp sau đây, mời quý vị cùng tham khảo mẫu nội thất phòng khách gỗ ốc chó thứ hai trong video ngày hôm nay. Đó là dự án thiết kế nội thất tại Hải Dương của chủ đầu tư anh Vũ Văn Hạnh. Nội thất phòng khách được các kiến trúc sư thiết kế vô cùng trau chuốt và tỉ mỉ, bởi đây được coi là bộ mặt của ngôi nhà. Trần thạch cao được thiết kế giật cấp với những đường phào đơn giản, gian phòng khách có chiều sâu và trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Ở chính giữa căn phòng, chủ đầu tư đã yêu cầu thiết kế một đèn chùm pha lê cỡ lớn màu trắng, thể hiện được vẻ đẹp quý phái, đẳng cấp. Phía dưới là bộ sofa gỗ ốc chó bọc da hiện đại được đặt đối xứng nhau, cùng với đó là chiếc bàn trà gỗ ốc chó được đặt chính giữa, tạo sự cân bằng cho tổng thể không gian. Sàn nhà được ốp gạch vân mây màu vàng kem tương phản với màu nâu trầm của gỗ, khiến cho cả căn phòng như sáng bừng sức sống. Kệ tivi bằng gỗ ốc chó được đặt ngay thẳng hướng cửa ra vào, đối diện với khu vực đặt tivi. Kiến trúc sư đã thiết kế một bức tường ốp đá thạch anh trắng ở giữa, hai bên được ốp gỗ ốc chó nâu trầm, một bức tranh phong cảnh được đặt ở mảng tường này nhằm tạo điểm nhấn nổi bật cho căn phòng. Tiếp theo, mời quý vị cùng Huyền Trang ghé thăm mẫu phòng khách hiện đại của gia đình anh Chính tại Lạng Sơn. Với diện tích sàn rộng 38m², không gian phòng khách tại đây được bài trí đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng. Thưa quý vị, để ngôi nhà luôn tràn đầy ánh sáng, không thể không kể đến hệ thống đèn LED âm trần cùng đèn thả trần trang trí theo phong cách hiện đại vô cùng lạ mắt. Đèn thả trần sử dụng chất liệu pha lê mang đến vẻ đẹp sang trọng, thời thượng cho không gian nội thất phòng khách. Chính giữa phòng khách là bộ bàn ghế sofa gỗ ốc chó bọc đệm màu da bò cao cấp. Bộ bàn ghế gồm 4 món với vân gỗ nổi đẹp mắt, màu sắc và kiểu dáng được lựa chọn một cách tỉ mỉ, đem đến một cảm giác mới lạ cho căn phòng. Đối lập với màu trắng tinh khiết của trần và tường là màu vàng vân mây của gạch lát sàn. Gạch vân mây thường cho mắt nhìn một cảm giác mềm mại. Do vậy, sử dụng họa tiết vân mây chính là cách giúp làm giảm đi yếu tố cứng cáp của gạch ốp lát. Theo phong thủy, đây là một cách tạo ra những cân bằng về mặt năng lượng. Căn phòng khách của gia đình chủ chính cũng được đặt một tấm thảm màu sáng lông chuột mềm mại ngay dưới bộ sofa, càng khiến cho không gian căn phòng trở nên sang trọng hơn rất nhiều. Ngoài ra, để không gian có điểm nhấn và thu hút hơn, kiến trúc sư đã sử dụng các bức tranh treo tường, chậu cây xanh cùng những món đồ decor xinh xắn. Mẫu nội thất phòng khách đẹp được Apollo Việt thiết kế cho gia đình anh Thai ở Quảng Ninh là mẫu nội thất thứ tư mà Huyền Trang muốn nhắc đến. Không gian phòng khách rộng rãi, thoáng mát được lên ý tưởng thiết kế khoa học, tinh tế. Kiến trúc sư Apollo Việt đã lên phương án sử dụng chất liệu gỗ ốc chó làm nội thất chủ đạo cho không gian ngôi nhà. Nội thất phòng khách được thiết kế đơn giản, không lạm dụng quá nhiều đồ nội thất gây rối mắt, mà thay vào đó chỉ sử dụng những đồ nội thất cần thiết như bộ sofa, kệ tivi, bàn trà. Chi tiết quạt đèn được sử dụng rất phổ biến trong thiết kế nội thất nhà ở hiện nay, không chỉ mang đến sự sang trọng, lịch lãm mà còn giúp không gian trở nên thoáng và sáng hơn rất nhiều. Quý vị có thể thấy gạch ốp tường và gạch lát sàn có sự tương phản về màu sắc. Nếu như gạch lát sàn sử dụng gạch men trắng vân mây thì các bức tường lại được ốp đá hoa cương màu nâu cà phê vô cùng hút mắt. Sự kết hợp màu sắc này mang lại ấn tượng thị giác đặc biệt cho người nhìn. Tiếp theo, mời quý vị đến Hà Tĩnh để tham quan phòng khách gỗ ốc chó siêu sang của chủ đầu tư anh Hùng.
Thưa quý vị, không gian phòng khách của gia đình anh Hùng vô cùng sang trọng và hiện đại. Hệ thống cửa kính tấm lớn mở rộng ở hai mặt của ngôi nhà mang lại không gian tràn ngập ánh sáng và gần gũi với thiên nhiên. Một bộ bàn ghế sofa óc chó đón đầu xu hướng, kết hợp chiếc bàn trà gỗ nu hương làm điểm nhấn ấn tượng nhằm tạo nên vẻ đẹp mỹ miều hiếm có. Hơn thế, nó còn giúp gia chủ khẳng định được vị thế trong xã hội. Dãy kệ TV, tủ trang trí kết hợp tủ rượu trưng bày chạy dọc một bên tường tạo thành một thể thống nhất, sang trọng và đẹp hiện đại. Một chiếc đàn piano khéo léo đặt lối đi từ phòng khách sang phòng bếp vừa tạo nên sự kết nối nhẹ nhàng, tinh tế, vừa khéo léo tạo nên không gian riêng cho khu vực phòng bếp ăn của gia đình. Một mẫu phòng khách của óc chó khác mà quý vị không thể bỏ qua trong video này đó chính là mẫu phòng khách của gia đình chị Thơm tại thành phố Cẩm Phả. Mẫu phòng khách hiện đại này đã gợi mở ra một không gian sống thân thiện, tạo được cảm giác thư thái mà hết sức sang trọng. Một mảng tường lớn được ốp đá mác bổ trắng vân nâu, bên cạnh đó màu sắc được kết hợp rất hài hòa, giúp căn phòng thêm phần sang trọng hơn. Các món đồ nội thất tại không gian phòng khách hiện đại chủ yếu được sử dụng chất liệu gỗ óc chó với màu nâu trầm rất sang trọng và tinh tế. Ngoài ra, việc sử dụng chất liệu màu sắc đồng nhất khiến căn phòng trở nên rộng rãi, thông thoáng hơn bao giờ hết. Bày trí bộ ghế sofa hình chữ L tại phòng khách cùng bàn trà sang trọng tạo được sự thân thiện, mến khách của gia chủ. Kết hợp với ánh đèn lung linh từ chiếc đèn chùm tinh tế giữa phòng cùng bức tranh treo tường mang tính nghệ thuật cao khiến không gian phòng khách trở nên vô cùng thanh thoát. Mẫu phòng khách đẹp cuối cùng trong top 5 mẫu thiết kế nội thất phòng khách mà Huyền Trang muốn gợi ý đó là mẫu thiết kế nội thất phòng khách gỗ óc chó sang trọng của gia đình anh Hà tại Ninh Bình. Nội thất phòng khách được thiết kế với sắc trầm của gỗ óc chó nổi bật giữa nền sáng màu của căn biệt thự. Trần thạch cao được các kiến trúc sư của Apollo Việt thiết kế tỉ mỉ với các họa tiết, hoa văn tinh tế mang đến cảm giác thanh lịch, nhẹ nhàng cho căn phòng. Ở giữa trần thạch, chủ đầu tư thiết kế một chùm đèn pha lê màu vàng nổi bật giữa nền sáng sang trọng, tạo nên nét đẹp tinh tế, trang nhã cho căn biệt thự. Chất liệu đèn pha lê tạo độ sáng nhẹ nhàng, lung linh, kiểu dáng tinh tế, bắt mắt, giúp nâng tầm giá trị cho nội thất tân cổ điển phòng khách. Hai chiếc đèn bàn được thiết kế nhẹ nhàng, uốn lượn với những chi tiết dây tinh tế, tăng thêm vẻ sang trọng cho ngôi nhà. Bên trên tường được gia chủ đặt bức tranh phong cảnh. Khung tranh được thiết kế tinh tế với những họa tiết hoa dày độc đáo, nhấn mạnh vào vẻ đẹp sang trọng. Thưa quý vị, vậy là hôm nay, Huyền Trang đã mang đến cho quý vị top 7 mẫu nội thất phòng khách gỗ óc chó cực ấn tượng và sang trọng, với đa dạng phong cách thiết kế khác nhau để quý vị cùng tham khảo. Quý vị thích mẫu thiết kế nào nhất? Hãy để lại bình luận phía bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên để lại một like và một subscribe cho nhà đẹp Apollo Việt, giúp chúng tôi có thêm nhiều động lực tạo ra nhiều video hay hơn nữa. Cuối cùng, nhà đẹp Apollo Việt xin cảm ơn và chúc quý vị sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.